mình cũng hai tay bên đấy. Vào giữa thôi. Đấy quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quẹt hết trình mệt đó. Sang người đi anh ơi.
Các người tấn công với quả bên đùi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Go! Cố lên 12 điểm nữa nào. Đạt ăn kiểu này phải gọi là gì thì anh biết. Có chỗ ăn đêm thôi. Mấy giải trước ở Gia Lai biết có chỗ ăn đêm thì thôi. Được tối nay anh em rảnh sẽ chạy. Đạt đây. Chạy lên phố làm giải sản. Được quá. Có nói anh đi chạy phố ăn. Đi về ăn tí thịt cơm bằng tép để ruốc một ruốc thôi. Hey!
Thank you.